Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Hôm nay mình sẽ làm một cái tựa game mới vừa mới ra cách đây khoảng được, để mình coi, khoảng được 15 phút theo cái giờ US thôi, thì có tên là The Witcher Wild Hunt phần 3. Thì nếu các bạn nào chưa hề chơi hai tựa game lúc trước giống như mình là The Witcher phần 1 và phần 2 là Assassination of a King gì đó mình cũng không để ý nữa. Thì cái tựa game phần 3 này nó lại có một cái cốt truyện đi theo nối liền giữa hai phần trước tới phần này. Thậm chí là các bạn có thể sử dụng luôn cả, theo một số đáp báo mình đọc á, thì các bạn có thể được sử dụng luôn cả cái file set của nó để tiếp tục trên The Witcher phần 3 Wild Hunt mà mình đang chơi đây. Thì theo mình thấy cái tựa game này có cái đồ họa rất là ảo lòi, cộng thêm cái gameplay khá là bắt mắt, cho nên mình quyết định mình thử nó. Nhưng mà trước mắt hồi đó mình lúc mới đầu vô mình cũng không tính làm cái tựa game này, tại vì nó quá, có vẻ là nó sẽ dài đó, thậm chí là có tới 36 cái kết lận, cho nên mình cũng suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng mà mình lại rất thích cái tựa game này và mình đợi mấy bữa nay rồi, cho nên thôi kệ, cứ quay luôn, vì mình khá là ghiền rồi. Cho nên mình mong là các bạn sẽ thích series này của mình, và nếu các bạn nào thấy có gì không hài lòng các bạn có thể nói cho mình vào phần comment bên dưới. Thì cái lúc mà mình quay cái clip này thì hiện tại là channel của mình đang được 20.000 sub. Thì mình cũng vừa mới qua được 20.000 sub đây thôi, và mình rất là cảm kích các bạn, vì các bạn là những người tuyệt vời nhất đã giúp cho mình hoạt động cái channel này dài lâu, và mình muốn cảm ơn các bạn. Và mình mong là các bạn sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ mình trong cái series này và cũng như là cái series mới tiếp theo sau này. Hiện tại là mình chỉ có mấy cái series chính là GTA 5, VF4, Battlefield 4 và một số tựa game khác thôi. Cho nên nếu các bạn nào thích hãy cho mình biết thêm ý kiến vào trong phần comment bên dưới nhé. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu game đây. Xin lỗi các bạn, giờ này nó trời nó nóng với lại thay đổi thời tiết dữ quá, cho nên hơi cảm một tí cho các bạn không cảm. Ok. Quá háo hức. Mà mấy cái cutscene đó mình sẽ tạo, mình không có nói gì hết, mình sẽ cắt đi mấy cái phần giọng nói của mình, ok? I see you gather before me. Hungry, terrified, clutching your babes to your breast. Emperor Emir has marched his legions into our lands, laid siege to every fortress from here to the Blue Mountains. Rabid and ravenous, he bites and bites away. Men of the North! You stand at the precipice. Your kings have failed you, so now you turn to the gods. And yet you do not plead. You do not kneel to dust your heads with ash. Instead, you wail, why have the gods forsaken us? We must look into the trials we failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the conjunction of the spheres. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Yet we did not banish it, instead studying the vile arcane for our own power and wealth. And the monsters at our door, the unholy relics of this conjunction. The trolls, the corpse eaters, the werewolves. Did we raise our swords against them? Or have we laid this burden on others? On so-called witches. Stray children taught the ways of foul sorcery, their bodies mutated through blasphemous ritual. Sent to fight monsters, though they could not distinguish good from evil. The flicker of humanity, long extinguished within them. Yes, their numbers have dwindled through the years. But a few still roam our lands, offering their bloody work for coin. To this day, they shame us with their very existence. The North bleeds, flogged by war. The battles are the gods' whip, chastisement for our sins. And let us not forget the terrors, the scourges from beyond our world. The Wild Hunt rides the sky with every full moon.
The Dark Raiders abduct our children into lands unknown. Some say they herald a second conjunction. Can we chart a course back into the light? Will we find the strength to banish the mages from our kingdoms? Unite around the warmth of the eternal fire. Nigh is the time of the sword and axe. None will fight this war in our stead. Nigh is the time of madness and disdain. Ủa? Cái đó mới thuộc là kiểu như intro thôi chứ thực sự là vẫn chưa vào cái tựa game. Và nếu các bạn nào vừa coi cái intro xong, các bạn sẽ thấy một số điều thú vị. Và để có thể chơi được cái game này, mình phải đọc qua một số cái cốt truyện của hai phần trước. Và mình sẽ nói rõ hơn các bạn. Và một lúc sau khi nào không có cutscene hay gì đó, mình sẽ nói rõ hơn. Ok, mà mình nghĩ chắc đây là cutscene rồi. Đúng rồi. Ok, và chúng ta đã chính thức vào game rồi nha các bạn. Úi dạ, chừng này đẹp vãi. Ủa, đồ mẹ gì mà nói sao. Làm đúng mất hứng thì chứ trời. Còn quần bánh ra nữa chứ. Vãi nồi. Cái gì đây? Cái con gì vậy? Nhìn mấy cái này không phải con tôm em. Ôi, cái đó mà cạp chút cái gì chắc phê lắm. Ồ, thằng cha này vẫn kiểu ngồi giống như đang hưởng thụ á.
Mà đúng là đang hưởng thụ thì mà nhưng mà ý hình như nó vừa cạc xuống cái gì ấy. Gì I đây? don't find that amusing. À, mình nghĩ là cái con nó hình như là của con nhỏ này nó thả vào hay sao hả? Tụi này là phù thủy cái gì mà The Witcher mà. Đây. Ooh shit. It wasn't meant to Ooh, be ooh. used, but to prod you to hurry, it's Ooh. midday already. You Body promised hot you vãi. train with her. Mấy game này Go nó không có giới hạn độ tuổi nha man. Khuyến cáo các bạn nào đang dưới 18 tuổi đừng nên xem. Đù. Dân chơi có khác. Body quá chuẩn. Còn thêm sẹo nó đúng ngầu luôn. Xấu muối. See you later. Và mình đọc mấy cái phần trước á thì mấy người phù thủy như thế này á, người ta thuộc là thực chất họ là những người sinh ra bình thường nhưng mà họ uống một cái loại thuốc gì đó và thử qua kiểu qua trải nghiệm hay gì đó. Từ từ đã. Check hàng cái nhẹ. Thì nếu như mà họ vượt qua được cái kiểu gì đột biến mình gọi là đột biến thì họ sẽ thay đổi màu mắt. Mắt sẽ giống hệt như con mèo vậy đó. Thì người ta gọi đó là The Witcher. Họ có sức mạnh đặc biệt hơn người thường nhiều. Có khả năng giết cả quái vật này nọ. Cho nên người ta thường, người dân thường hay thuê mấy người này dùng để giết mấy con quái vật trong làng hay gì đó. Rồi họ sẽ trả tiền cho mấy thằng này. Thì thôi. Con nhỏ này tên là gì ta? Jennifer. Cái phần cutscene hồi nãy các bạn thấy cũng thấy là con nhỏ này có khả năng rất ảo lòi. Kiểu như độn thổ hay cái quần què gì đó bắt chưởng một cái văng cả nóc, văng mấy cái thuyền nào đó, ở lộn ngựa hay gì đó đang tới, văng luôn tục. Ok. Minimap nó đang hướng dẫn, nó đang có tutorial để mình cũng mới chơi, mình cũng không rõ nó điều khiển như thế nào cho nên phải tìm hiểu. Này giống như cái gì ta, Eagle Vision của Assassin's Creed Unity. Trong mấy tuần vừa qua thực chất mình cũng ít quay nhiều tựa game lắm. Nhưng mà đến khi mà mình đăng YouTube thì mình lại không đăng. Giống như mình nói là mình quay Mortal Kombat thì thực chất thì mình cũng quay được cái vài cái là mình phát ngán rồi. Công nhận thật luôn á, là nó ngán cực kỳ luôn. Cho nên mình không có quay, mình cũng không có tính đăng lên YouTube làm gì. Mà cái series đó thì thực chất thì nó cũng hơi chán nếu các bạn nào coi rồi coi rồi. Thì thực chất là cũng cho mấy cái nhân vật mà điều khiển để đánh người này rồi xong tới người nọ thôi. Thôi thì chúng ta quay trở lại với nhân vật chính đi. Đây. Em yêu, nói chuyện với anh nào. Body hot vlr. Đừng có chảnh với anh như thế. Anh muốn thêm. Làm ơn đi mà. Wanna stay with you a little longer. And I missed you. Không, nhỏ này cũng đẹp chứ. So với phần 2 mà mình thấy con Triss gì á thì con Jennifer phần 3 này chắc á đẹp hơn. Con này hả? Vẻ ảo lọi hả? Giờ sao? Có cho không? Hả? Only ever thought of you. Đi mà, đi mà. Xin đó. Please. Cái gì vậy trời? Đi mà, một lần thôi. Cái nhẹ cũng được mà. Bẻ tay luôn kìa. Giờ em muốn sao? Em làm như thế thì anh sống ra. Cái gì đây? What the fuck? You cannot do that here. Kìa mẹ. Cái gì đây? Cửa hả? Bị khóa mở rồi. Để ra đây coi, ngắm cảnh cái nhẹ coi. Đù. Chết vãi. Đù, ngầu. Ý, cái 60 FPS nó nhìn đúng chất luôn á. Điều khiển rất là nhanh gọn, nhạy bén á. Có hiệu ứng mờ đó. Nó kêu mình ra xuống đây hả? Đấy. Ui, má. Ủa, hết máu rồi. Bạn ơi. Bạn ơi. Giữ mới hồi sinh lại. Tục thiệt chứ. Mỗi lần chết thì là hồi sinh nó hơi bị lâu á. Lót đúng lâu luôn chứ. Ok, mình nghĩ là mình phải đi tìm cái gì đó hay sao á. Cái cửa này nè, đúng rồi, phải tìm cái chìa khóa. Chứ nãy nhảy cái kiểu nhảy lầu vậy nó hơi áp phê.
Đúng rồi, đây, đúng rồi, bố đi tới đi. Đồ, game 60 FPS nhìn chất vãi đấy. You cannot do that here. Này mình thật chắc là mình cũng không biết mình đang bấm cái gì nữa. Nhưng mà nó cứ bảo là mình không làm được cái điều đó. Cái gì đây? Old Witcher's fast asleep. Ciri's disappeared somewhere. Có ở nhà không? Cha này ngủ mẹ rồi. Guess she prefers practice to theory. Hmm. What? Time to wake up, Master. These lessons so boring they put you to sleep too. Damn it. After taking notes on ghouls and owl ghouls, wanted to rest my eyes a bit. Making her slog through that brick? No wonder she took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice. She'll có vẻ như là ông này không thương con bé này cho lắm. Nhưng mà mình kiểu như mình cũng không thích kiểu như người lớn giận nó cho nên thôi kệ. Ông cũng này cũng không nên thù dai nhá. Ông này là sư phụ của thằng này hay sao á? Mắt ông cũng kiểu như vậy, mắt mèo á, thì để nhận biết được ai đó gọi là The Witcher, là những người phù thủy á, thì mắt của họ thường là nhìn y hệt như mắt mèo sau khi họ uống một cái chất thuốc gì đó đột biến á. Nếu các bạn nào có coi sơ qua hai phần trước thì các bạn sẽ rõ, thì họ thuộc lại những người đột biến uống nhờ một cái thuốc gì đó hóa học gì đó và biến mắt thành mắt như mắt mèo vậy đó, có khả năng này nọ ảo đồi trưởng này trưởng nọ. Còn con bé này thì nó có tên là Ciri. Con bé này là kiểu như ông Geron này thương con bé này lắm, và kiểu như ông này coi con bé này giống như con của mình vậy đó. Và mình cũng thật sự là không biết là con bé này có thật sự là sau này có phải là một The Witcher như ông này hay không. Nhưng mà nếu các bạn nào theo dõi cái base của mình á, thì mình có đăng một tấm ảnh của con bé này sau khi lớn, nhìn rất là đẹp. Rất là đẹp luôn á chứ. Nhìn đẹp còn hơn cả con Jennifer nữa. Nhưng mà đối với ông này thì ông này chỉ coi đó là con của mình thôi. Không có gì hơn nhá. Cho nên lúc đầu mình cũng không rõ cốt truyện nó như thế nào. Nhưng mà thật chất thì nếu mà tính ra thì con nhỏ này đẹp lắm. Cái con nhỏ rất là đẹp. Chưa gì tóc bạc như cha đó vậy. Thật chất thằng này không phải là gọi là cha nữa mà cũng đi đỡ đầu thôi, cha đỡ đầu vậy. Nhìn bé cũng cu te mà là nhìn nhỏ mà xấu, nhìn giống con trai vậy thôi chứ lớn lên đẹp vợ lờ ra chứ. Rồi các bạn sẽ thấy. I know, and you know that's no excuse. I'm sorry. Won't happen again. Apology is not enough, right or not? Mình nghĩ là mình nên chọn cái trên. You're gonna read ghouls and owl ghouls. Trong bé này nó hơi lỗi chứ đừng có kiểu như nói ép nó quá cũng tội. End of discussion. Mình kiểu như là mình không có đi theo cái trường phái chỗ đó. Và mình thích vậy hơn. Mình cũng chưa rõ cái tutorial như thế nào, chắc là đi làm thôi. Chắc bé chạy trước luôn. Đó, cho chị trước luôn. Nói đùa vậy chứ thật chứ mình cũng không biết chạy đường nào. Cho nó chạy dẫn đường thôi chứ sao giờ. Ôi, sao mình bấm X1 nó không lên ta. Lên cái nhẹ. Ừ, nó lên rồi nè. Bé này chạy nhanh đi. Ui, sao nó bấm tròn rồi, đúng rồi. Lên rồi nè. Phải đâu, cái game này á, mà 60 FPS nhìn chất thiệt chứ. Khá là mượt với cộng như quay này nọ. Mình làm giống như gata vậy, kiểu như bấm cái touchpad để đổi cái góc view của cái game. Ui, hồ nhảy xuống rồi nó cũng mất máu nữa. Phải rồi. Thì mỗi lần mình bấm cái touchpad thì nó lại không hiện cái view khác như gata.
mà nó lại hiện watermark thì có lẽ nút bấm nó không có giống cái kia đâu, mình nhiều lúc mình cứ quen tay ấy mà. Thì game này thì nó cái gì vậy, nó cũng na ná vậy thôi, cho nên nhiều lúc mình cũng hơi nhầm lẫn. Từ từ, má cái gì vậy? Đi một hồi rớt xuống dưới đây luôn, tìm đường lên đi, lên là, ủa lên không được, lên thế nào trời? À đây có đường lên. Lên nhanh, con bé nó thắng bây giờ, lên cái thằng này mẹ thách con bé chạy mà rốt cuộc chạy thua mới ảo rồi, mới nhục rồi. Nhục vừa lên luôn á. Đây đi từ từ thôi. Đây con bé, ở đây con bé này nè. Từ từ, chạy nhanh quá té bây giờ. Mỗi lần con bé này đi cầu thang là mình không có đi xuống được nha. Hoặc là nó sử dụng là mình không có sử dụng được. Mà nó phải đi hết thì mình mới sử dụng được. Cái này gọi là cái kiểu như là một cái thị giác, khính khứu giác của mấy phù thủy á. Kiểu như Eagle Vision trong Assassin's Creed gì á. Jack Cousin rồi. Anything to say for yourself, young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an owl ghoul. By markings, like unto the panthera tigris that in Zeracania dwells, and by the sickly paleness of its visage. So you did read the chapter. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. Cái gì đây? Mình nói hộ con bé này coi. Chọn cái dưới hay hơn chọn cái trên, nó chọn cái trên này nó ép con bé quá. Bắt kiểu như là bắt bé nhận tội, nhận tội quá. So you did the reading. Why not admit it? Nói cái nhẹ nào. Đừng có ngại. Never pounce on an advantage as soon as it appears. Wait till it stands to have maximum effect. Giờ con bé này nó lặp lại cả lời của ông này luôn á chứ. Nhưng mà con rất là tinh nghịch, con có biết không hả? Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me. Lambert with Eskel. Ciri with a dummy. Again. Stop groaning and grab a sword. Tội con bé bị bắt chơi với hình nộm. Thôi thì tập vài bữa đi con, rồi bữa nào ta dẫn con đi giết vài con thú vậy. Cái gì vậy? Ông muốn gì? Let's start with the fundamentals. Trời luôn. Này là combat tutorial, là cái hướng dẫn đánh combat á. Thật chất là mình cũng không biết đánh sao cho nên cứ là phải làm thôi. Chắc ông 10 bước luôn á. Đùa chứ. Mới làm mấy ông này quá ảo ảo vô. Mình cũng thật sự là ăn hành ngập mồm luôn á. Đây combat. Chữ không là chữ. Next cái nhẹ nào. Ố không rảnh để đọc chữ. R3, ok. R3 chọn target nè. Giữ. Đánh vuông là đánh nè. Ý gì vậy? Tam giác là đánh mạnh nè. Lùi lại bấm R, ok. Quá nhường nhuyễn luôn. Muốn chọn X nè để nó né nè. Ô cái gì mà còn hụt hết trời. Cái gì đây? Cái gì đây? Ô mém mày trúng hàng quần này chứ. L2 để đỡ. Đỡ nào. Đây. Lại đây. Cái gì? Ôi. Bị đầu không hả? Cái gì? Ôi. L2. À, L2 nó còn có cả khả năng đánh trả nữa. Khi mà mình đỡ mình có thể đánh trả tiếp luôn. Nghĩ sao vậy? Ông bao nhiêu tuổi rồi hả? Nghĩ sao quánh thằng 30 tuổi vậy? Mình nghĩ ông này cỡ 30 tuổi thôi, còn ông kia cỡ 50 rồi. Đây, cái gì đây? Cái gì? Cái này là gì đây? Nhìn giống Gata mà không phải Gata. Telekinetic là điều khiển từ xa hả? Giống như Senro vậy.
Protective Shield là một kiểu như bảo vệ, bảo lá chắn bảo vệ hay sao mình cũng không rõ nữa. Nó chỉ bảo là shield hay gì đó. Đủ, ngon, không bất máu. Kiểu như mấy này là sức mạnh của The Witcher ấy. Cái giọng này cũng có nữa hả? Cái gì bựa vậy? Gì đây? Thật chất là mình cũng không biết chọn sao á. Chọn nào đây? À, chọn cái này, chọn cái này đúng rồi. Cast R2. Nhiều lúc mình thật chứ mình cũng không nhớ nút trên tay cầm nữa, để mình coi cái này. Ý, mất máu kìa, mất máu kìa. Mất máu nè. Rồi chọn như đây. Đây. Đù, trưởng ra khí luôn mà. Coi tao định nè, coi tao định nè. Định cái nhẹ, định cái nhẹ. Không, chuyển chiêu rồi, chuyển chiêu rồi. Cái này là gì đây? Điều khiển trí não hả? Cái này cũng ghê không kém. Làm cho nhỏ phân tâm nhào vô quánh. Cái gì đây? Còn này là cái gì? Này là đọc hay cái gì, bẫy hay cái gì á. Tím tím là mình không rõ. Bùm, ôi, mẹ đỡ. Thế đéo nè. You cannot do that now. Nhìn nó bảo gì đây? Chọn cái bó bom. Training bomb. Bom. Chọi cái nhẹ. À đúng rồi, bom nó có khả năng phá hủy siêu. Rồi nó bắt mình chọi bom bên trong đó ta. Chọi xem bên đâu. À phải nhìn minimap nữa chứ. Đây. Ồ má chuẩn, một phát chết luôn. Ok, free training. Nó bảo mình có cái kiếm vô nhưng mà thôi để coi. Mình quánh nhau dài này cái nhẹ rồi. Nghĩ sao vậy? Cái gì ông nội? Quánh mà còn quánh nữa nè. Quánh nữa. Quánh ta nương tay. Ê trời, cái gì vậy trời? Quánh ta nương tay nè. Ông này chân chế cố nữa. Mất máu bây giờ ông nội. Thiệt hả? Tôi học trò không? Ông quánh mình cứ như ông đang muốn giết mình vậy. Do the magic trap gì đây? Protect the shield hả? Đây, dùng cái nào? Đúng rồi, cái này nè, trưởng hay hơn. Chết mẹ, bấm nhầm rồi. Ui, nghĩ sao vậy? Hả? Rồi, sao mày chơi siêu rồi vậy? Ui, quá, ông này quánh cũng ghê đấy chứ, không phải dạng vừa đâu. Trời má, giờ ông quánh tới tấp luôn. Ây da, chờ má, siêu. Vô đây. Vô đây gì? Cái nhẹ nào. Nghĩ sao vậy? Mà sao ông này cho bò vậy? Quánh mà không chứ mất máu. Mình mất máu nè. Ý da. Chưa kịp bấm luôn á. Ý da. Bấm rồi mà còn dính. Còn hai thằng quận làm gì vậy? Really Nick á? Hả? Má tắt thôi đi vừa. You really showed him, kid. Siri, get down here. A little she-devil. Soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen. Find that helmet. Siri? Make sure to find every last blade for you. What that? Thank you.
Thực chất thì mình nghĩ là con bé nó không sao đâu. Mà tại sao nó lại có giấc mơ? Mình nghĩ là giấc mơ hay gì thôi. Đúng rồi, giấc mơ thôi. Con bé nó lại quánh một cái bão cát là có người trong đó. Ủa cái ông này không hồi nãy nữa. À, rồi xong sau đó rồi mình lại thấy một cái đoàn tàu xuất hiện. Thì cái đó là mấy cái thằng đó là, nếu các bạn nào có đọc The Witcher 1 với The Witcher 2 thì các bạn sẽ biết cái đám mà người đầu sọ đầu lâu nãy là có tên là The White Hunt. Rồi nó cũng là cái tên mà của tựa game này đây, The Witcher 3 White Hunt. Thì mình cũng thật sự là không biết rằng liệu mình sẽ làm gì đối với cái White Hunt đó. Mình chỉ nghĩ là chắc là nó sẽ là boss hay gì thôi. Và trong hai phần trước mình không giết được nó thì có lẽ là phần này mình sẽ giao tay rồi. Bằng mọi cách thôi, không còn cái nào hết. Giờ phải đi tìm gì đây? Truy đuổi giấc mơ nữa chứ. Gợi lại ký ức. Thay vì mình nói chuyện về con nhỏ kia thì sau đó mình lại kể tiếp tục câu chuyện nói về con nhỏ Siri. Those were the days. Little she devil. Ông này khoái gọi nhỏ nó vậy ha. Bé đâu cũng dễ thương mà. Devil đéo gì. Nó nhìn ông mắt này, ông này cũng mắt ghê hơn cái ông này nữa. No. The wild hunt appeared, attacked Siri. I couldn't move. Nó có cái sẹo nhìn cũng men đấy chứ. Bữa nào làm thêm cái sẹo cái nhẹ coi. Nhìn cái sẹo đúng ngầu luôn. Nhưng mà ê, tao có sẹo là tao là giang hồ. Time to go. Siri in my dream. Ờ, mình nghĩ đâu phải chọn cái này chứ nè. Tức là kiểu như có nằm mơ mình là cái gì á, là phải có điềm báo á ba. Cho nên cũng nên chia sẻ với người ta để mình biết là nhỏ đó đang có vấn đề, mình phải tới cứu thôi. Nó hết cho mình lựa chọn rồi. Be dawning soon. Time to go. Mấy mắt mèo giờ không biết có nhìn được trong đêm không ta. Rồi là làm gì nữa ta. Wait. Dự báo. Như vậy. Mình có tới hai cái kiếm rồi. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow her trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. Cái gì? How about that? Cái gì? Mùi lilac and gooseberry mới tụt chứ trời. You were gonna read it, not sniff it. Chú giữ giùm con nhá. Ông này là số phụ của mình. Willoughby near Vizima. Nothing else to guide us there. What's this postscript? You still have that unicorn? Cái này là private mẹ rồi. That is private. Ông không cần biết đâu. Thôi chúng ta bàn sang chủ đề khác đi. Vấn đề này thì chúng ta nên next cái nhẹ đi. Chứ nó hơi nhạy cảm rồi đó. Ồ, vậy mà ông này hiểu. Tục. Hiểu thì thôi, đừng có nói với ai nha ba. Hiểu chứ đừng mà đi nói về cái làng cái xóm biết rồi chết mẹ cả luôn. It looks like it leads towards the main road. Could be muddled there. Wait, hear that? I hear it. I smell it. Ghouls. Ôi, quái thú rồi. Ê, mấy con này trong cái series The Order 1886 nè. Quái nào. Ý da, nó đuổi thôi chứ phải không? Nó là ná, nó nhìn nó giống thì thôi chứ nó là con khác rồi. Trên này nó có bản wiki dành cho mấy con quái thú ở trong đây nữa. Một lần 4 con. Nói mấy này mà đem lên làm thịt nướng chắc có vẻ ngon. Nhìn nó giống như là cục thịt di động vậy đó. Cái gì nữa, tao bảo mày tránh xa tao bà. Người mày hôi chết thì được. Đây có con này. Ôi sao bánh hụt vậy chứ. Né. Bánh cú nào nó né cô đó. Tục. Bánh mấy cú mạnh á là bên đó bánh cú nào nó né cô đó. Tục thiệt chứ. Đây ông kia quấn một lần mấy con luôn nè. Ý dạ. Ôi con ngựa, nhìn con ngựa kìa. Mình quánh chết mẹ luôn. Nó ngồi nó gãy chân. Cái gì đây, cái gì đây. Ý dạ, má trúng mất máu rồi. Dùng siêu thử coi. Từ từ. Ai bảo mày quánh hả? Chưa kịp dùng cái skill này nọ bị nó quánh tới tóc. You can regenerate vitality bằng cách bấm lên bấm xuống. À, hồi máu.
lên ngựa bấm gì kêu ngựa bấm hai lần nút R3 là ba gì á, là ba. Ý có cả loot này nha, loot này tiện hơn bên Assassin's Creed nhiều. Thì so với Assassin's Creed các bạn phải bấm mà các bạn ngồi đợi một tí nữa nó mới xong. Còn này tự tự như Far Cry á thì phải bấm nó đợi rất là lâu, mình không thích cái đó. Này còn bấm cái chọn giống như mấy tựa game RPG bây giờ nó nhanh gọn lẹ hơn. Và cái giao diện nó cũng vậy, nó rất là khá là giống với RPG. Lên ngựa cái nhẹ nè. Ừ, mới có ngựa nè. Ừ, đi ngựa nào, trước giờ toàn chơi GTA đi xe tăng rồi đi xe gắn máy rồi không? Ờ đúng rồi. Đó, giờ đi ngựa. Đó, đi cho ngựa tí nào. Ngựa đi. Ngựa cái nhẹ. I'm so fabulous. Đi lúc đi chậm lúc đi nhanh là sao ta? Course Road New Marker. Mình nghe nói thì cái map của The Witcher 3 so với map của GTA 5 á thì nó lớn hơn 1.5 lần. Khá là rộng á, cho nên mình trước giờ chỉ có biết là GTA 5 là rộng nhất rồi. Nhưng mà so với GTA 5 á thì The Witcher 3 nó lại rộng hơn gấp 1.5 lần. Khá là ghê, ô cái gì mà kêu cổ kinh gì trời. Mấy cái làng gì nhìn ác liệt kìa. Lilac and Gooseberry. Đi theo Vesemir. Đi lẹ đi cho nội. À không, à đúng rồi. Mỗi lần mà mình đi nhanh á thì ông này mới đi nhanh. Còn mỗi lần mình đi chậm là ông đi chậm lại luôn á. Cái gì đây? Một mấy cái xin nữa. Has it gone? Yeah. Come out. Trước giờ là The Witcher thường hay giết quái thú này nọ để kiếm tiền. Thì mấy người này coi thường coi mình giống như cứ một ánh mắt là mấy ông này chỉ làm việc để kiếm có tiền thôi. Cho nên để coi. You don't owe us a thing thì nó tốt hơn là so với việc mình đòi tiền từ mấy ông này bằng cách là có thể sử dụng một số gì đó mà mình cần. Thì thôi, mình cũng không đến mức gọi là tham lam như thế. Coi như giúp cái nhẹ thôi. Cũng không cần phải trả gì đâu. Mình rất là hào phóng mà. Nghèo thì nghèo chứ, cũng không có phải đòi tiền quá mức gì đâu. Chừng nào bắt mình phải giết cỡ cỡ như Godzilla hay là như Godzilla hay là mấy con gì bự bự trong phim ngoài hành tinh đó, thì có lẽ chúng ta phải cần lấy tiền mới cho mấy cái đó. Chứ cái câu như hồi nãy thì thôi, next cái nhẹ rồi. Yes, a woman, medium height, long black hair. Seen anyone like that? No, but there's an inn here in White Orchard. Sole one around, gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there. Besides, the innkeep's my cousin. Tell her Bram sent you. She'll treat you like family. Not a bad idea, especially since that wound needs cleaning. Ah, beast barely grazed me. But sure, could use a good rye, nice and cool, you know, straight from a cellar. Let's go. Yeah, mà chúng ta đã làm xong rồi cái đội nhiệm vụ đầu tiên của mình rồi đó. Oh yeah. Cái đây là mới bắt mình phải vô đây mình coi cái gì nữa, thông tin hay gì á, bestiary. Bấm để bật highlight lên để coi. Griffin. À cái con hồi nãy mà mình mém nữa giết được á là có tên là Griffins.
Ngoài ra cái Griffin nó chỉ mới mở đầu thôi. Còn mấy cái con mà mong muốn ảo ảo hơn là phải chơi cái mấy khúc sâu thì mới rõ là mấy con boss này nọ quánh ảo gọi nhiều. Nhưng mà có mấy cái game này có vẻ là mình sẽ quay khá là lâu đó. Nên mình cố sẽ cố gắng là quay được càng nhiều càng tốt. Và cái game này thật chất thì nó mới mở ra vào lúc 6 giờ sáng nay. Và hiện tại là đang là 12 giờ mấy, 12 giờ trưa. Thì mình vừa mới đi học về là leo lên trái liền, rất là hứng khởi rồi. Cho nên cái thời điểm mà mình boss cái video clip này á, thì có vẻ là khá là tối. Tại vì mình còn phải render rồi này nọ tùm lum la nữa mệt lắm. Cho nên các bạn đã thông cảm nếu mà mình có up chậm hay gì đó. Có scene hay gì nữa đây. The Temerian lilies, they've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now. My arse it is. I'll not drink with Weaver Lost freaks. Beg your pardon for those thugs. No need. We're used to it. Folk are jumpy around here. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about. Mm-hmm. Already had the pleasure. Ran into your kinsman, Bram. Bram? How is he? Alive. Sends his regards. Master Witches. Food and drink on the house. What can I get you? Looking for a woman. Raven-haired, violet eyes, dresses in black and white. Riding in from Willoughby. And, strange as it sounds, lilac and gooseberries might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady. Believe I'd remember. Yeah, especially hard to forget this one. Plenty of travellers about, though. Folk from all over. Might be worth your while to ask after her. Show me what you got behind the counter. Master Witches, would you be of a mind to kill the griffin? Beast's a scourge on our land. Only killed livestock at first, but it's got a taste for human flesh of late. We're afeard to set foot outdoors. If someone will pay us, won't say no. Nếu có ai trả tiền như tôi thì chúng tôi sẽ không trả lời xin no đâu. Má tục thì chứ. Bạn vừa nói xong bà này nín liền. Thật tình á, đối với so với mình á thì mình cũng muốn giúp lắm á. Nhưng mà so với mấy thằng này á thì không có tiền thì không có giải quyết chuyện gì được đâu. Với cái đà như thế này và cái tình hình như thế này thì ngày mai em nhé, không có cửa đâu. Ok, và mình có lẽ là mình nên
đi điều tra, nó bảo mình ask traveler gì nè. Để hỏi hàng quần này cơ. Nhìn mặt ngầu quá mày. Ngầu vãi. Cái gì đây? Nhìn cũng ngầu. Just wanna talk. Mình nghĩ là mình không nên nói cái gì mà hai này mặt nhìn chảnh mà láo nữa chứ. Có lẽ tụi nó cũng không có muốn just wanna talk đâu. Talk now thì nó có vẻ hay hơn đó. Mình sẽ điều khiển trí não này nè. Vừa nói vừa lại nó mới nói xong. Nói đi cưng. Bố bảo là nói phải nói thôi. Má nhìn nó nói như con đẻ. Cái gì đây? Mày đặt nhiều chuyện hả? Cắt lưỡi mày bây giờ. Ngồi xuống. Nánh liền. Bày đặt. Phải thanh niên có cố gắng nhưng không may mắn bị nói chuyện mà láo với The Witcher. Bố cắt lưỡi hết nha. Đừng có nói với giọng như thế đối với bố. Rốt cuộc là cùng chỉ có chức năng là tắt bật cái lửa vậy thôi hả? Để hỏi mấy này nữa coi. Hỏi được nhiêu hay bấy nhiêu. Ồ, vãi có bánh bài. Tiến lên. Check me. Ồ, một thằng thua, thằng đi ra rồi. Ra cái nhẹ để tao vô tao bánh bài không mày. Cái gì đây? Vô nói đi. Chú nên... Tốt nhất là nên nói những gì mà tôi cần biết. I'm looking for a woman. Long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Thường mấy người này thường hay bàn ra đó. Cho nên chúng ta phải vào vấn đề luôn. Không thể bàn ra như thế được. Horsewoman of war. What's that about? Folks say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch for the last bit. Know where they saw her? No, facts interest me, not fairy tales. War reached Novigrad yet? Nope, but it's only a matter of time. Nilfgaard on one bank, Redania on the other. Drooling over the city like dogs over a juicy bone. Many a ruler's choked on that bone. True. We value our liberty in Novigrad, and we know how to fight for it. Mm-hmm. The scholars especially. The sword is not the only weapon. Do not forget, architects from our academy designed the city walls. Walls no war machine has ever crumbled. Not a place I'd ever expect to find a scholar. Take it you're fleeing the war? Quite the opposite. Chasing it. I'm headed for the front. Tired of life? I seek knowledge, which I value more than life itself. I've a thirst no dusty old tomes can quench. I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes, understand it, and record it all in my chronicle, my magnum opus. Interesting. We need somebody to describe war, what it's really like. Ah, I see you lack the polish of the academy. Rape and cruelty are details of no import to the war's course. Trinkets on the garment of conflict, one might say. Hmm. Gotta go. So long. A moment, Witcher. You strike me as a man of the world. Are you familiar with Gwent? No, and I don't have time to learn. But the rules are quite simple. Come, let's play. Nói gì nó gì đây? Nó bảo mình đánh bài. Phải rồi, tao ngồi xuống tao phải đánh bài mày đâu. Thôi kệ, quánh quánh cái nhẹ nè. Why not? Splendid. Here's how it's done. Okay, chơi luôn. Welcome to train. Má cái gì vậy? Má nhìn cái bộ bài nhìn tục vậy? Má nhìn gì rắc rối rồi. Thôi, có lẽ mình nên next cái nhẹ đi. Mình cũng không có thời gian đâu. Bỏ đi forfeit game nè. Thôi, bữa khác đánh đi ha. Ta nhường thôi. Chứ nghĩ sao mà bánh thắng ta được. Tại ta không có thời nhiều thời gian. Ok. Và bây giờ hình như có mỗi thằng này thôi. Looking for a woman. Giờ chú muốn sao? Trời nắng nóng lắm rồi đó. Chú nên nói cho tôi biết. Nãy giờ thích hai thằng là không chịu nói rồi đó. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. Two schnappsies. Ô, thằng này có vẻ biết. Cái gì đây?
Ok, cứ uống nước thử coi xem chú nói được cái gì đây. Mời được, mời nước miễn phí mà. Ok. Mẹ rồi nó gọi, tôi gọi hai phần nước nhưng mà thực chất thì ai uống người nó trả. Phải rồi. Nóc luôn. Nhìn mặt cũng dễ thương. Nó biết Jennifer luôn, cái con nhỏ mà hồi nọ đầu cái scene mình gặp á. Sao mày biết hay vậy? Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. Rub up, and yeah. Runs into a very patient witcher. Into Geralt of Rivia himself. The butcher. Nó biết tên mình luôn. Nên vấn đề chính đi. Jennifer ở đâu vậy? Jennifer. Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? It is about love. Of course, it's about love. Trời ơi, tôi đang đi tìm người tình của tao mà. Chú nên nói đi. Tại vì anh không thể nào xa người yêu anh vài ngày được. Như thế này thì không tốt rồi. Có vợ còn tốt hơn là quay tay một mình. Nó đùi thôi chứ. Nên đi tìm nhỏ này. Kiểu như có một cái gì đó rất là thu hút. Yes, I know. Ai biết được chăng? At a terse exchange with the garrison commander. Một cảnh nóng chăng? Where to? Ai biết được, chúng ta phải đi tìm thôi. Vì một cảnh nóng không xa trong tương lai chúng ta sẽ được thấy. Thanks. Chúng ta phải chỉ tìm Jennifer càng nhanh càng tốt. Nhưng mà chúng ta nếu mà muốn được thấy thì chúng ta phải kiểu như trải qua một cái kỳ thời gian dài chiến đấu dữ dội thì nó mới xứng đáng được. Ok, các bạn, mình nghĩ trong đây hết rồi. Nói cho vui vậy thôi. Resume đi. World map cái nào. Quest đây. Mình hỏi hết rồi đó. Bây giờ mình chỉ cần đi hỏi mấy cái đám gì á. Bà về con nhỏ Jennifer này thôi. Quest gì đây? Quái con mèo. Cái gì vừa mới chạy ra vô casino rồi. Hello. Cho bò nha. Cái gì đây? Biết là tụi bay không ưa mấy thằng phù thủy nha tao. Nhưng mà tụi bay cũng không cần phải làm như vậy đâu. 3 against 1. Mà you're brave. 3-1. Tụi bay có vẻ gan dạ đó. Cho nên mình nghĩ là dùng cái này đi. Mình cũng không phải dùng tiệt chiêu với mấy thằng này. Thật sự là tụi bay không có cửa với tao đâu. Cái gì chảnh đấy? Cái gì mày nói, vừa nói cái gì nghe ngứa đít vậy? Một mình mày quánh đủ sức quánh tao sao? Tôi nghe nhầm không vậy? Sao cái gì mày cũng nói vậy hả? Vô quánh chắc mày cái... tao nói đùa nghĩ sao vậy hả? Muốn cái gì? Quánh như shit đấy. Muốn cái gì? Cái thằng này. Quánh nè. Quánh. Trời mẹ. Hai quánh một. Quánh phải né đi chứ. Yeah. Còn thằng ngon vậy đó mày. Đứng rút rút trong đó là sao mày? Hả? Quánh cũng ngu nữa. Quánh cười bách. Vậy mà tưởng mình ngon lắm. Do you think you delicious? Xếp game hả? Ok, ra đây cái nè. Gọi con ngựa ra. Ngựa ra đây mày. Nhanh. Mình tưởng có con ngựa siêu tốc mà. Má nó đi chậm chậm vậy sao? Ra đây coi. Con lạy má. Đi hướng này phải không? Ok. Đó, con ngựa chạy cũng nhanh hơn. Nhưng mà con ngựa nó cũng có cái kiểu như stamina, thể lực của nó. Chúng ta phải coi chừng. Không nên chạy quá nhanh, cũng không nên xài quá sức của nó thì chúng ta có thể xài để đưa nó được lâu hơn. Rồi nó ra cưỡi ngựa mà nghe cứ như là đang xài đồ vậy. Xài ngựa. Kì đây có đường lên nè. Chỗ này hướng dẫn đi đâu ta? Nếu các bạn nào có chơi Watch Dogs rồi các bạn sẽ thấy cái cách hướng dẫn và đường đi của Watch Dogs nó rất là hiệu quả. Nó chỉ thẳng lên đường luôn. Thì mình chỉ cần nhìn lên đường chứ không cần phải nhìn minimap như GTA hay là cái trò open world như thế này. Khá là khó chịu. Và cũng mà thật chất thì mấy cái game này mà chỉ thẳng lên đường thì cũng hơi kỳ ha. Nhưng mà nó thẳng ra thì cái nó dễ hơn nhiều. Đồ họa nhìn vãi nồi quá. Bật cái world map rồi đã.
Chết rồi. Đồ, nhiệm vụ nằm tốt đây. Đồ, phải là cái map nó ít có nhỏ lắm. Bự phải nồi ra. Ôi, có mấy con này, chúng có lẽ chúng ta nên đi ngang qua cái nhẹ thôi, chúng ta cũng nên gây sự làm gì. Chưa khi nào mà chúng ta muốn kiểu như là... Cái gì đây? Cái swarm beast, có độc, mấy cái kiểu như cái bóc khó là có độc á. Chừng như chúng ta muốn tìm chút đồ hay gì nọ, chúng ta mới nên tham chiến vào mấy con đó thì có vẻ như mình cũng có vẻ như là level thấp này nọ, cho nên cũng không nên làm manh động làm gì. Ôi, vãi cái tập trận. Tránh ra. Ồ, má con ngựa của mình vừa mới teleport lên chưa? Con này chúng ta nên quay lại. Ngựa lên cầu thang được không ta? Lên luôn. Bắt đầu lên. Đúng rồi. Lên luôn. Vãi ngựa. Lên. Cái gì đây? Bị gì vậy? Cái thằng ông nội này mình tránh ra giùm tao coi. Tao cưỡi ngựa mà mày đứng mày canh thế đéo nè. Sao tao lên? Bé xuống ngựa cho rồi. Gần tới nơi mà gặp ông nội này nữa chứ. Military camp. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to you. You look. Bộ trong tao giống như thằng người địa phương lắm mà. I make trouble go away. Chú nhầm rồi, tao là phù thủy. Sáng liền. Captain Peter Sutherland. Nghĩ sao mấy chú có trình nói chuyện mà mặt láo láo như tôi hả? Thấy chưa, mấy chú có thể đối xử tốt mà, tại mấy chú có bày đặt là màu. To the tower. Go.